Vâng, như vậy là trận đấu đầu tiên giữa Thái Bình và Superstar được bắt đầu. Bên phía Superstar gồm có Hoàng Mai Nhi, Long Hoàng, vâng có vẻ là anh Long keng rồi. Và người tiếp theo là 9X cộng với Linda. Chúng ta hãy cùng xem bên Thái Bình có những quân gì. Vâng, đây là AC của Tiểu Bạch Long. Đây là Katharian của Chi. Katharian của Việt BM. Và Tôm trận này cầm cho Son. Vâng, chúng ta hãy cùng theo dõi màn hình của Tôm trận này cầm cho Son. Đã thấy ngay bãi quả đầu. Vâng, bãi quả có 7 cây và một bầy hươu đầu luôn. Vâng, như vậy là ở trận đấu đầu tiên thì bên phía Hà Nội có một Maxe, một Katha, một Phonesian và một Babylon. Các bạn đang theo dõi màn hình của Tôm. Vâng, đã có hai sắc hiệu nhà chính rồi, một chú voi cô đơn mặc dù đang vẫy tai rất là khỏe. Ở trận đấu này thì Leiaga tức Tiểu Bạch Long sẽ ở trong cánh của Tôm và được cầm cung tuyển AC. Vâng, chú voi thứ hai. Như vậy là đôi voi này vẫn chưa kết duyên thành với nhau, vì vậy mà đứng ở rất xa. Vâng, đây là Tiểu Bạch Long cũng đang câu voi và đã thấy có bãi quả phụ rồi, khá đẹp. Đây là Chi Chi, vâng, chưa đồ lùa về. Còn đây là Việt, đang rất cố gắng lùa bầy hươu đầu tiên về nhà chính. Chúng ta quay trở lại với Tôm. Vâng, như vậy đã có bãi quả phụ rồi, ba nhà Tôm đã coi như là chuẩn, một hươu, hai voi và một quả phụ. Lúc này có lẽ Tôm sẽ cơ cấu và thiết kế chiếc S đầu tiên ngay. Vâng, câu ngay một chú voi tiếp theo về nhà chính nhà mình. 18 dân, phải chăng Tôm sẽ đóng thêm chiếc nhà VE nữa? Chắc chắn rồi. Như vậy là Tôm sẽ thiết kế chiếc S ngay ở một cánh rừng thông, và cánh rừng thông khá đẹp. Vẫn còn những chú hươu trong bầy hươu đầu đứng đằng sau bãi quả đầu tiên, vì vậy mà rất khó có thể lùa về được. Chúng ta hãy cùng chờ xem Tôm xử lý tình huống này như thế nào. Vâng, còn 4 con hươu, 4 hươu trong bầy hươu đầu. Tôm bắt đầu cắt dân ra để ăn bãi quả thứ hai nhà mình. Vâng, một bãi quả phụ cũng rất đẹp. Trận này thì Tôm đi dò. Vâng, 22 dân. Tôm kích đời với 22 dân ở 7 phút 10. Vâng, quá bất ngờ. Trong lối đánh hiện đại bây giờ khi AOE phát triển thì thường là đánh từ 25 đến 26 dân, thậm chí lên 27 dân. Nhưng trận này thì Tôm chỉ đánh 22 dân thôi, không phải là Pơ cũng không phải là Pan. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Tôm xử lý tình huống như thế nào đây. Dám ở bãi hươu này gần ngay một bãi vàng thì quá tuyệt vời. Như vậy là bầy hươu đầu có 7 con, lùa về nhà 2 con, bây giờ còn lại 5 chú. Vâng, đang cố gắng đưa về gần rừng hơn sao. Vâng, chắc chắn là Tôm sẽ có thừa đồ lên đời rồi. Chúng ta hãy cùng xem Tôm cơ cấu như nào. Đã lên đời xong. Vâng, thiếu khá nhiều gỗ. 22 dân lên đời cực sớm.
Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, BM sẽ đóng ngay sát BB, còn BL sẽ đóng ở chỗ nào đây? BM, vâng, vẫn thiếu rất nhiều gỗ, phải chăng là cộng thêm một dân? Vâng, cộng thêm hẳn hai dân rồi. Vừa rồi thì tôi vừa đóng thêm một chiếc S. Vâng, đóng thêm một chiếc S và ăn thêm bầy hươu, phải chăng là không phù hợp? Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, gần đủ rồi. BL một, vẫn là một trận ở trong đầu 10, nhưng mà đánh kiểu này sẽ hơi phũ. 24 dân và 13-7. Vâng, thiếu nhà E rồi. Đối thủ của Tom sẽ là ai đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, đây là những chú voi về nhà của Hoàng Lan. Vâng, Hoàng Lan cũng đã kích đời rồi, đã bắt đầu xin ngựa giò. Tiểu Hải Long. À vâng, xin lỗi các bạn, đây là Việt BM. Chưa kích, vâng, Việt trận này kích hơi muộn. 11 phút 30 ở trong cánh, đánh 27 dân. Còn Tiểu Bạch Long, vâng, chắc chắn đã. Vâng, như vậy là chưa kích. Hay là kích rồi đây, tôi chờ đợi xem. 26 dân AC. Chúng ta quay trở lại với Tôm. Con ngựa giò dường như đã xuất binh, lao thẳng về góc 9 giờ. Như vậy là nhà của Tôm gần nhà màu 7. Màu 7 là 9x. Vâng, 9x dường như trận này cầm Phonesian. Nhà này là nhà của Phonesian rồi, không phải Greg cũng chẳng phải Newan. Vâng, trận này 9x lên đời khá sớm, đã có lạc đà sinh ra trong khi Tôm chưa có ngựa chém. Tôm đã bị thiệt hại mất 2 dân bởi 9x Pro rồi. Dường như 9x trận này chỉ đánh một nhà BL, Tôm ở đây chỉ thấy một con lạc đà. Trong khi Tôm trận này sóc hai nhà BL đều đã bắt đầu thiết kế nhà phù thủy rồi. Sâu trong cánh của 9x Pro chính là nhà màu 5 của Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi cầm Max C. Đây mới chính thức là Max C. Vâng, chắc chắn trong ít phút nữa những con y sẽ được chảy ở các bản đồ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, con ngựa giò của Tôm đang quấy rối cực kỳ khó chịu đối với những chú nông dân của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, cuối cùng thì chết rồi, nhưng mà trước khi chết cũng đã kịp gọi đồng đội. Vâng, Tôm dường như bỏ qua hẳn nhà của 9x Pro. 9x trận này đại cầm Phonesian đánh chém và bây giờ mới chỉ có một L thôi, không biết là đã lên BL thứ hai hay là lên cung chưa. Tôm đang đánh thẳng vào Max C ở phía bên trong, phải chăng Tiểu Bạch Long đã bị y Max C đâm vào? Chúng ta, vâng, đúng rồi, đây là màn hình của Tiểu Bạch Long, cả chén cả y Max C đang công thẳng vào nhà Tiểu Bạch Long rồi. Có lẽ tôi nên làm em một nhà bi thủ cho nhà của Tiểu Bạch Long. Đây là nhà của game thủ Chi Chi Hoàng Lan, vâng, đang chống đỡ Long Hoàng. Long Hoàng tức là anh Long Keng. Và đây là Việt, vâng, khá yên ổn, tham là 34/48. Chúng ta quay trở lại với Tôm. Vâng, nhà 9x đã có nhà phù thủy. Tôi vừa nhìn thấy bóng ngựa chém của con Phonesian. Mặc dù Phonesian không có ngựa chém, chắc chắn đã hù được của Tôm rồi. Lúc này 9x đang kéo những con cung gờ lên nhà Tôm để có thể bắn những chú phù thủy của Tôm rồi. Còn đâu Tiểu Bạch Long trong cánh của Tôm vẫn chưa thể xuất binh ra khỏi nhà. Khi mà anh y Max C đâm vào nhà sẽ cực kỳ mất tay. Vâng, ngựa bắn và lạc đà. Game thủ 9x đang công thẳng vào nhà của bãi vàng của Tôm. Như vậy là màu 8 Linda đã bắt đầu mang ngựa R sang bảo kê cho nhà Max C của Hoàng Mai Nhi. Chuyện này dường như Linda cầm quân Babylon. Vâng, nếu tôi không nhầm. Vâng, Tiểu Bạch Long đang công vào nhà của 9x rồi, bắt đầu đưa những đơn vị quân đầu tiên
Con ở nhà vẫn đang cực kỳ mất tay với những chú Y Max C của game thủ Hoàng Mai Nhi. Tôi nghĩ là nên phát hiện nhà Y Max C của Hoàng Mai Nhi để có thể công vào, tránh tình trạng mất tay nhiều như này. Chúng ta quay trở lại với màn hình của Tôm. Dường như nhà 9X cực kỳ nhiều phù thủy, vì vậy mà Tôm đang chỉ thủ ở nhà hoặc là không thẳng vào nhà của màu 5 Hoàng Mai Nhi mà thôi. Vâng, đây là một Tôm công nhà cực kỳ hiệu quả của 9X. Rất nhiều người bắn đi bắn hù và lại là lao vào chém dân. Vâng, Tôm đang vừa phải ôm dân để bỏ chạy. Chúng ta cùng xem các nhà bên phía team Thái Bình. Đây là Tiểu Bạch Long, vâng, 42/68, bung bét 7 Y Max C, đã quyết định bỏ nhà, mang quân đi công thôi. Vâng, một đội cung rất lớn lao thẳng vào nhà của 9X Pro. 9X thì đang lạc đà cùng với ngựa chém kẹp với cung R, khá lợi hại. Đây là Hoàng Lan, vâng, tham 28, đang bị game thủ Long Keng công hù, đã phải mang dân này để đập rồi. Còn đây là Việt, vâng, tham 55/64, khá đông lạc đà, có cả Y. Dường như ý đồ của Việt là sẽ nhảy bố trong ít phút tới. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, rất nhiều game thủ đang bơm đồ cho Việt. Không biết đã nhảy 4 hay chưa, vâng, chưa nhảy 4. Chúng ta quay trở lại với Tôm, tham lại là 26/48 rồi. Bắt đầu lao vào nhà của 9X sau khi Tiểu Long đã bắn được khá nhiều phù thủy của 9X rồi. Vâng, Tunisian vẫn còn, như vậy là vẫn còn phù thủy. Chúng ta sẽ chuyển qua màn hình của game thủ Việt BM. Vâng, Tiểu Bạch Long trước. Chúng ta theo dõi Tiểu Bạch Long trước. Vâng, Tiểu Bạch Long đã bỏ nhà AC trong cái nhưng bị Maxi đâm vào. Kia đang mang rất nhiều cung bắn. Vâng, công thẳng vào nhà của 9X. Vâng, chuyển rồi, không đâm nhà 9X nữa, quyết định đâm vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi màu 5, cầm Maxi. Vâng, ở nhà của Hoàng Mai Nhi thì có khá đông cung bắn của Linda đang thủ nhà cho Hoàng Anh Nhi, nhưng chắc chắn Tiểu Bạch Long sẽ công được vào rồi. Dường như vừa rồi các game thủ bên phía team Thái Bình đã bơm tất tay cho Việt VM. Việt VM chỗ này cầm Katarian ở trong cánh, đã thủ cả Y và thủ khá nhiều đồ, và dường như là nghe nhận thông tin đã nhảy 4 rồi. Sau khi xem Tiểu Bạch Long một lúc chăn dân, tôi sẽ chuyển qua màn hình của Việt khi Việt nhảy lên đời 4 xong. Vâng, lúc này thì Tiểu Bạch Long bắt đầu xây nhà dưới bản đồ. Vâng, ăn hoang luôn. Con ở nhà của Hoàng Mai Nhi lúc này đã đang chạy dân rồi, và những con dân Max C không hề có bánh xe. Vâng, điểm số Việt VM đang cực kỳ cao. Tôi chuyển qua màn hình của Việt VM. Đây rồi, Việt VM đã nhảy 4. Chiến thuật đã được đặt ra. Vâng, Tiểu Bạch Long chính là người đặt ra chiến thuật này. Con Aria trong cánh chơi dân ngay từ đầu và đã tập được phát đối. Nhưng đến lúc bật sang 4 thì con Y Max C là chảy vào. Vâng, khó cho Việt rồi. Việt đang mua khá nhiều voi. Vâng, đang mua khá nhiều voi để có thủ những con Y Max C này. Vâng, vẫn có cả Y thủ nhà nữa. Các bạn có thể thấy rằng Y của Y Max C thậm chí nó còn trâu máu hơn. Việt đang cực kỳ mất tay bởi nhà của Long Keo và nhà của Hoàng Mai Nhi. Một tấm pin, một tấm lạc đà đang vào nhà của Tôm. Thưa các bạn, nhà của Việt thang chỉ còn có 42/68 thôi. Bên pin bên chân hai chỉ còn có nhà của Linda màu xanh táo là to, còn nhà 16 dường như chỉ có nhỏ thôi. 9X của tôi cũng bình thường. 9X chẳng qua chỉ là đi đánh những người bản đồ rồi là điểm cao thôi. Việt vẫn liên tiếp cuộc nhận đồ. Tên hát đầu tiên bây giờ vẫn chưa ra được ở nhà. Vâng, bây giờ bắt đầu ra ở nhà rồi.
đang bắt đầu cơ cấu lại ô ruộng. Vâng, Nam Việt đang bắt đầu đẩy sang nhà của Hoàng Lan, tiếp đó sẽ là lao lên nhà của cầu thủ đội 6 Long Hoàng, tức là Long Kia. Cũng như Long Kia trận này cũng cầm HC. Vâng, như vậy là cầm cả hai anh em. Vâng, như vậy là Liga tiếp tiểu Long đã gương mẫu, anh đi sai đầu tiên, hôm nay đã bị đè quá mạnh rồi. Tỷ số là 1-0 cho Liên Quân. Vâng, một trận đấu có khá nhiều quân tuyển, ví dụ như là cho son Catarian, quân 2 Catarian, một AC. Bên phía team Liên Quân có một quân ASEAN, một HC, một Babylon và một Cathar. Tỷ số ở thi đầu tiên là 1-0 về phía Liên Quân.